Xe ben lùa hàng loạt ô tô và xe máy ở Bình Dương khiến một shipper tử vong tại chỗ. Ngày 4 tháng 11, Công an thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn khiến một người tử vong và nhiều người bị thương. Theo camera người dân ghi lại, khoảng hơn 12 giờ cùng ngày, nhiều phương tiện đang dừng đèn đỏ tại giao lộ thuộc đường DT746, đoạn qua phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên. Bất ngờ, chiếc xe ben 61C58202 lao đến với tốc độ nhanh, húc vào đuôi xe tải đang chờ đèn đỏ. Cú tông mạnh khiến chiếc xe tải lao lên phía trước, húc tiếp vào một xe ô tô con 4 chỗ và một chiếc xe tải khác. Thời điểm này, một nam thanh niên làm nghề giao hàng, shipper, tên Trịnh Hoài A, 21 tuổi, quê ở Đồng Tháp, đang đứng chờ đèn đỏ gần các ô tô nói trên cũng bị húc văng. Hậu quả, anh A tử vong tại hiện trường. Các tài xế xe ô tô bị thương được chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, các xe ô tô bị hư hỏng nặng, riêng xe ô tô con bị bẹt rúm.